Chà, để nồi đậu từ chiều đến giờ mình tưởng nó sượng, ai về ngon quá. Chút đường vô bà nội bà thích liền à. Chết mẹ tôi rồi. Bà nội ăn bà ghiền đó, bảo đảm luôn. Mai mà Mai. Thằng này, tao với bếp nè, mày làm gì kia sùm với cháy nhà vậy? Má. Gì? Má có thấy mấy bịch đường tôi giấu phòng lơ không? Ủa, của mày hả? Tao tưởng của Hương, tao chửi nó chiều tới giờ á. Vậy là má lấy hả? Tao lấy, đang nấu chè cho bà nội mày ăn. Hết đường, tao phải chạy vô chổng lấy đổ nồi này nè. Gì? Hai bịch đường của tôi đâu? Đổ trong nồi một bịch, còn bịch trong này nè. Gì à? Gì làm ghê vậy? Trời ơi, chết tôi rồi. Gì chết? Buông ra. Gì à? Mày đem đi đâu? Đem đi đâu? Trời ơi, cái thằng quỷ. Trời đất ơi, mày đem đi đâu vậy? Nồi chè tao nấu từ chiều giờ cho bà nội mày ăn, giờ mày đem mày đổ. Trời ơi, con cái gì kỳ vậy? Có một bịch đường mày đem mày đổ nồi chè của tao hả? Trời ơi, mày phá nhà hả mày? Có một bịch đường mày làm thấy ghê quá. Nhưng mà tôi nói cho bà biết cái bịch đường của tôi á. Vậy là làm sao? Mày đừng diễn giải dài dòng quá. Nó quý hơn bịch đường. Trời ơi, quý hơn bịch đường. Đường là đường chứ gì mà quý. Tôi cấm bà nha, mai mốt đồ của tôi là không được đụng vô nha. Bà đụng vô đồ của tôi lần nữa là tôi đốt cái nhà cho bà coi. Gì đốt nhà? Cái thằng trời đánh. Trời ơi, con cái kỳ vậy? Có một bịch đường mà đòi đốt nhà hả? Ai đẻ ra mày? Giờ có bịch đường rồi mày chửi em mày? Mày đi đi. Mày ra khỏi nhà đi. Mày đừng về nhà nữa. Đồ quậy!